Bản tin hôm nay có những nội dung sau. EU nhắm mục tiêu vào Nga vì hành động gây bất ổn. Tổng thống Zelensky có thể thay đổi cách tiếp cận chấm dứt xung đột. Triều Tiên thử nghiệm đạn pháo cỡ nòng 240mm. Israel xác nhận hạ sát những người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah. EU nhắm mục tiêu vào Nga vì hành động gây bất ổn. Hội đồng châu Âu đã thiết lập một khuôn khổ mới cho các hạn chế đối với Nga để giải quyết những gì họ tuyên bố là hành động gây bất ổn ở nước ngoài của quốc gia này và nhiều mối đe dọa hỗn hợp. Moscow đã nhiều lần mô tả các lệnh trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và cáo buộc EU cùng các đồng minh sử dụng chiến tranh hỗn hợp chống lại nước này. Khuôn khổ mới cho phép Brussels nhắm mục tiêu vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc tham gia vào các hành động thay mặt cho chính phủ Nga, Hội đồng châu Âu cho biết trong một tuyên bố ngày 8 tháng 10. Khuôn khổ này nhằm mục đích giải quyết các mối đe dọa hỗn hợp được cho là do Moscow gây ra, chẳng hạn như phá hoại các quy trình bầu cử của EU và thông tin sai lệch. Cơ chế này sẽ bổ sung cho 14 gói hạn chế mà EU đã áp đặt đối với Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào năm 2022. Vào tháng 5, NATO đã cáo buộc Nga thực hiện các hoạt động ác ý và nhiều hoạt động hỗn hợp khác nhau ở một số quốc gia EU là thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc NATO đưa tin sai lệch và cho biết khối này đang kích động cơn cuồng loạn chống Nga để biện minh cho quy mô quân sự hóa chưa từng có ở EU. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng gọi những cáo buộc của NATO đối với Moscow là cơn cuồng loạn bài Nga. Cũng trong tháng 5, ba cơ quan truyền thông của Nga, cụ thể là hãng thông tấn RIA Novosti và các tờ báo Izvestia và Rossiyskaya Gazeta đã bị cấm hoạt động tại EU. Nga mô tả lệnh cấm này là bất hợp pháp và là con đường dẫn đến leo thang, trả đũa bằng các hạn chế của riêng mình đối với hơn 80 cơ quan truyền thông EU. Nga đã nhiều lần cáo buộc Liên minh châu Âu và các nước phương Tây tiến hành chiến tranh hỗn hợp chống lại mình. Bà Zakharova đã cảnh báo vào tháng 7 rằng cuộc chiến hỗn hợp mà phương Tây đang tiến hành chống lại Nga có thể dẫn đến một cuộc đối đầu hạt nhân. Tổng thống Nga Putin gần đây đã đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân của đất nước, trích dẫn các cuộc thảo luận giữa những người ủng hộ Kiev về các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa có thể xảy ra trên đất Nga. Năm 2023, ông Putin đã trích dẫn chiến dịch trừng phạt của phương Tây và việc cung cấp vũ khí cho Kiev như những ví dụ về cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga. Tổng thống Zelensky có thể thay đổi cách tiếp cận chấm dứt xung đột. Theo RIA Novosti ngày 9 tháng 10, tờ Bloomberg trích dẫn các nguồn tin giấu tên thân cận với NATO cho biết các đồng minh của Kiev tin rằng quan điểm của Tổng thống Zelensky về các điều kiện chấm dứt xung đột ở Ukraine có thể dịu đi. Các đồng minh của Ukraine đang nhận thấy rằng Tổng thống Zelensky có lẽ đang chuẩn bị thực hiện một cách tiếp cận linh hoạt hơn, tìm cách kết thúc xung đột với Nga, tờ Bloomberg cho hay. Các quan chức Ukraine giấu tên nói với Bloomberg rằng họ sẵn sàng nhận ra sự cần thiết phải giải quyết cuộc xung đột do mùa đông đang đến gần và sự hỗ trợ của phương Tây suy yếu. Theo Bloomberg, các đồng minh của Ukraine đã gia tăng áp lực lên Kiev, yêu cầu chuẩn bị một kế hoạch cụ thể hơn để chấm dứt xung đột. Bế tắc trên chiến trường, ngân sách eo hẹp của phương Tây và kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 đang gây áp lực buộc các đồng minh phải xem xét kỹ hơn về một giải pháp thương lượng, Bloomberg cho hay. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 10 cho biết nhóm tác chiến Vostok đã giành quyền kiểm soát làng Zolotaya Niva ở Donetsk và Ukraine đã mất tới 115 binh sĩ tại khu vực này. Diễn biến ở Donetsk đang trở nên đầy thách thức với Ukraine khi họ liên tiếp mất kiểm soát lãnh thổ vào tay Nga suốt thời gian qua, trong đó có những khu vực chiến lược mà lực lượng Kiev đã bám trụ vững chắc trong nhiều năm. Xu hướng này cho thấy sự áp đảo của Nga về cả binh sĩ lẫn vũ khí. Nga dùng hỏa lực tấn công ồ ạt từ trên không, từ hai bên sườn để khép vòng vây. Hãng tin TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Andrei Marokko dự đoán Nga đang bắt đầu siết gọng kìm ở Siversk thuộc Donetsk và 3.000 lính Ukraine có nguy cơ sẽ bị bao vây trong thời gian tới. Triều Tiên thử nghiệm đạn pháo cỡ nòng 240mm. Theo TASS ngày 9 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Học viện Quốc phòng Triều Tiên đã tiến hành bắn thử đạn pháo 240mm cho hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS. Ngày 8 tháng 10, các chuyên gia đã kiểm tra độ tin cậy của hệ thống bắn tự động và độ chính xác của tên lửa dẫn đường cho MLRS khi bắn ở cự ly tối đa 67km. Loại đạn này do các doanh nghiệp quốc phòng trực thuộc Ủy ban Kinh tế thứ hai của Triều Tiên sản xuất. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm cơ sở huấn luyện lực lượng đặc biệt của Triều Tiên ở phía tây đất nước. Ông tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân trước các cuộc tấn công của Hàn Quốc và Mỹ. Ngoài ra, Triều Tiên cũng lần đầu công bố hình ảnh về một cơ sở làm giàu uranium, cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham quan địa điểm này và kêu gọi sản xuất thêm máy ly tâm để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Vào tháng 2 năm 2024,
Triều Tiên thông báo Học viện Quốc phòng đã phát triển một loại tên lửa cỡ 240mm mới có tính năng dẫn đường. Vào tháng 5, họ đã tích hợp hệ thống chỉ huy bắn tự động vào hệ thống phóng tên lửa mới này, với khả năng cơ động và độ tập trung hỏa lực được nâng cao. Vào tháng 5 năm 2024, KCNA đưa tin, bắt đầu từ năm nay, Triều Tiên sẽ trang bị cho quân đội của mình hệ thống vũ khí phóng tên lửa đa nòng 240mm mới, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Triều Tiên sẽ trải qua những thay đổi trọng đại trong việc tăng cường khả năng chiến đấu bằng pháo binh. Israel xác nhận hạ sát những người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 tuyên bố các cuộc không kích của Israel đã hạ sát hai người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah khi Israel mở rộng cuộc tấn công chống lại nhóm được Iran hậu thuẫn bằng cách triển khai sư đoàn quân đội thứ tư vào miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu phát biểu trong một video do văn phòng của ông công bố vài giờ sau khi phó thủ lĩnh Hezbollah, vốn đang choáng váng sau một loạt vụ giết hại các chỉ huy cấp cao trong các cuộc không kích của Israel, để ngỏ cánh cửa cho một lệnh ngừng bắn được đàm phán. Chúng ta đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah, chúng ta đã tiêu diệt hàng nghìn tên khủng bố, bao gồm cả Hassan Nasrallah và người thay thế của người thay thế, Netanyahu cho biết nhưng không nêu tên cụ thể. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Hashem Safiuddin, người được cho là sẽ kế nhiệm Nasrallah, có thể đã bị loại bỏ. Hiện vẫn chưa rõ Netanyahu ám chỉ ai khi nhắc đến người thay thế của người thay thế. Safiuddin không xuất hiện trước công chúng kể từ một cuộc không kích khác vào cuối tuần trước, một phần của cuộc tấn công leo thang của Israel sau một năm xung đột biên giới. Hôm nay, Hezbollah yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước, Thủ tướng Netanyahu nói thêm khi ám chỉ đến lực lượng ủy nhiệm được trang bị vũ khí đáng gờm nhất của Iran trên khắp Trung Đông. Các cường quốc phương Tây hiện đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, lo ngại rằng cuộc xung đột có thể làm rung chuyển Trung Đông rộng lớn hơn, nơi sản xuất dầu mỏ. Quân đội Israel ngày 8 tháng 10 tuyên bố họ đã điều sư đoàn 146 vào miền nam Liban, sư đoàn dự bị đầu tiên được triển khai qua biên giới và đang mở rộng các hoạt động trên bộ chống lại Hezbollah từ đông nam Liban sang tây nam. Một tuyên bố của quân đội không nêu rõ hiện có bao nhiêu binh lính ở bên trong Liban, nhưng trước đó quân đội đã thông báo rằng 3 sư đoàn quân đội khác đang hoạt động ở đó, nghĩa là có thể có hàng nghìn binh lính trên đất Liban. Ở miền bắc Israel, không xa biên giới Liban, còi báo động liên tục vang lên trong suốt ngày 8 tháng 10 khi chính quyền cho biết Hezbollah đã bắn 200 quả rocket vào Israel. Các mục tiêu một lần nữa bao gồm Haifa, thành phố cảng phía bắc, nơi có nhiều báo cáo về thiệt hại cho các tòa nhà do mảnh vỡ tên lửa. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các bệ phóng tên lửa vào Haifa. Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đang bùng nổ, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng ở Liban trong 2 tuần qua và khiến hơn 1 triệu người phải di tản.